Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Khoai TV. Thì trong cái video lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái ứng dụng trợ lý ảo Google này các bạn này. Cái ứng dụng này phát triển ở Việt Nam thì cũng mới đây thôi. Phát triển từ hồi tháng 5. Trên thế giới thì phát triển lâu rồi. Thế nhưng mà cái ứng dụng này nó có rất nhiều cái hay. Ứng dụng này có thể điều khiển các thiết bị thông qua tương tác bằng giọng nói các bạn nhé. Đấy, mình có thể tương tác trực tiếp với cái ứng dụng này và nói chuyện như người bình thường luôn. Cái ứng dụng này có thể điều khiển các thiết bị thông minh qua Wi-Fi, sử dụng những cái chip Wi-Fi như công tác add-on app ấy các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu nhé, hoặc là nhà thông minh. Bây giờ nó phát triển ra những cái loa thông minh cũng sử dụng trợ lý ảo để điều khiển đấy các bạn nhé. Đấy. Thì cái ứng dụng này trên những cái dòng máy đời mới bây giờ là mới có, còn những cái máy mà đời sâu rồi ấy, và những cái máy cổ thì không có các bạn nhé. Thì các bạn phải cài ở trên cái ứng dụng CH Play này. Đấy, kho ứng dụng CH Play này, các bạn cài lên. Đấy, cài lên được như này. Các bạn sẽ gọi này, tương tác này. Hello Google. Hello Google. Xin chào bạn người dùng yêu quý. Tôi chính là trợ lý Google. Cần gì bạn chỉ việc hô, tôi sẽ lập tức bay vô giúp liền. Đấy, quay ra đọc thơ luôn đây các bạn này. Bạn ăn cơm chưa? Tôi chưa ăn đâu, cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhé. Bạn đang làm gì? Tôi đang nghĩ là mình nên đi tìm cái gì vui vui để làm. Bạn kể chuyện cười thử coi. Anh chàng ở dơ lại hay mắc cỡ, một hôm sờ lên cổ áo, bắt được con giận, sợ người ta cười nên vội vàng vứt xuống đất và nói to lên. Tưởng là con giận, hóa ra không phải. Có người bên cạnh bèn cúi xuống tìm bắt đúng con giận mà chàng ở dơ vừa quăng xuống và nói. Tưởng là không phải, hóa ra con giận thật. Hello Google. Annyeong haseyo, đó là xin chào trong tiếng Hàn đấy. Tôi có thể giúp gì được cho bạn? Bạn có thể kể một câu chuyện cười không? Được, nghe tôi kể đây này. Người chồng bảo vợ, em thân yêu, hôm nay em không phải rửa bát nữa đâu. Người vợ sung sướng nói, ôi anh yêu quý, anh rửa hộ em à? Không, lúc nãy anh nhỡ tay đánh vỡ cả chồng bát đĩa rồi. Đấy. Các bạn thấy vui không? Còn đây các bạn này, mình thử hỏi Google xem có hát được không nhé. Bạn có hát được không? Cơ hội cho tôi thể hiện đây rồi, bạn hãy mở loa lên và thưởng thức nhé. Xin chào các bạn, tôi là Google. Đi đâu, ăn gì, tôi đều chỉ chỗ. Hướng dẫn bản đồ, trời nóng hay khô. Trợ giúp tận tình, khó khăn là zero. Các bạn thấy không? Rất là vui đúng không? Nếu là lỗi thì nghịch những ứng dụng như này. Cái này có thể mở được những cái app ứng dụng luôn các bạn nhé. Các bạn có thể mở Zalo, Facebook từ ứng dụng này luôn. Mở Zalo. Đang mở Zalo. Đấy. Hoặc là các bạn có thể mở Facebook này. Mở Facebook. Đang mở. Qua gặp nước sao giờ nó tắt máy. Mở setting. Mở cài đặt. Đang mở cài đặt. Đấy. Các bạn có thể mở trong Wi-Fi luôn, mở Wi-Fi. Đang bật tính năng Wi-Fi lên. Đấy các bạn thấy không? Tắt Wi-Fi luôn nhé. Có thể tắt được Wi-Fi luôn trên ứng dụng này này. Tắt Wi-Fi. Đang tắt tính năng Wi-Fi. Đấy, tắt luôn Wi-Fi này các bạn này. Mình bây giờ báo bật nhé. Giờ bật Wi-Fi này. À, tắt Wi-Fi. Đang tắt tính năng Wi-Fi. Đấy. Mở Wi-Fi. Đấy. Đang bật tính năng Wi-Fi lên. Tắt màn hình. Để khóa điện thoại, hãy nhấn nút nguồn. Hoặc bạn có thể nhấn vào phần mở không. Phần cài đặt bảo mật bên dưới để đặt không phương thức khóa màn hình. Khóa màn hình để xem hướng dẫn từng bước, hãy nhấn vào phần thông tin khác. Đấy. Các bạn thấy ứng dụng hay không? Rất hay các bạn nha. Những cái máy nào mà không có cái này ấy, các bạn có thể phải cài nên thì mới có.
Như máy này mình không hỗ trợ cái tính năng trợ lý ảo Google này. Còn nhiều cái máy hiện nay ấy, là đã hỗ trợ nó cài sẵn luôn các bạn nhé. Thì các bạn có thể mở trực tiếp ở trong đấy sử dụng. Nói chuyện rất là vui. Tôi vẫn ở đây và luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào bạn cần. Chỉ đường đến Nam Trung. Cách tốt nhất để đi đến đấy. Đến Nam Trung bằng ô tô là qua đường tỉnh 221A và sẽ mất 11 phút. Bạn thấy không? Alo, alo. Dưới đây là một số thông tin về alo, alo. Nó nhận diện giọng nói rất là chuẩn các bạn nhé. Nhưng mà mình đôi khi những cái tiếng địa phương ấy thì nó không nghe được. Nghe có khi dịch sang từ khác. Nên là nói cái Google này cũng cần phải nói chuẩn một chút. Nếu mà tiếng địa phương mà miền trong ấy, thì hơi khó nghe. Nên là nó hơi khó dịch. Rồi ok. Như thế là mình đã giới thiệu qua cái tính năng của cái trợ lý ảo Google này. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo nhé.